Đạt được mục tiêu 90-90-90 trong phòng chống HIV/AIDS là thách thức đối với nhiều địa phương vì trên thực tế, không ít người nhiễm HIV giấu giếm tình trạng bệnh của mình, không chịu đến các cơ sở điều trị. Việc thuyết phục người có HIV đi điều trị là công việc khó khăn, không phải ai cũng làm được. Và hiện nay, ở một số địa phương, những tình nguyện viên trong cộng đồng đang là cánh tay nối dài của ngành y tế. Họ đã góp sức không nhỏ trong việc phát hiện, thuyết phục người có HIV đi điều trị, giảm thiểu sự lây lan trong cộng đồng. Phóng sự sau đây là câu chuyện của một người đàn ông phát hiện nhiễm HIV đã 22 năm. Anh đồng thời cũng là tình nguyện viên đi tư vấn cách phòng tránh HIV cho những người nghiện ma túy ở Hạ Long, Quảng Ninh, đồng thời thuyết phục các đối tượng này đi điều trị HIV. Công việc thầm lặng của anh đang góp sức vào việc giảm thiểu lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Sau những giờ tất bật chạy xe giao hàng, người đàn ông này lại tranh thủ lân la đến các gầm cầu, bến bãi, các quán trà đá ven đường. Đây vốn là địa điểm các con nghiện thường tìm đến để trích thuốc. Cùng anh em đi ra cái chỗ những người sử dụng ma túy phát cho mỗi người vài chục cái để người ta dùng và bảo người ta có ý thức hơn giữ gìn cái việc sử dụng ma túy, một bước kim tiêm xong để gọn vào, đừng để mọi người dẫm đạp, không lây truyền từ người lọ sang người kia. Túi đồ cầm trên tay được phát miễn phí với số lượng dồi dào, nhưng nó lại chính là thứ mà khi còn là thiếu niên, vì thiếu thốn nó, anh đã bị lây nhiễm HIV. Sinh ra ở vùng đất là điểm nóng về ma túy và HIV, mới 13 tuổi, anh đã rơi vào con đường nghiện ngập. Năm 14 tuổi thì phát hiện mình nhiễm HIV. Chính vì vậy, anh hiểu các đối tượng nghiện ma túy như hiểu bản thân mình. Và cũng vì mối đồng cảm này mà không ít người nghiện đã nghe lời anh, không dùng chung bơm kim tiêm và tự nguyện đi điều trị HIV. Phê phê thuốc rồi ổn rồi thì mình lên, mình đến, mình tiếp cận, mình chuyển trò tình cảm các bạn thì là các bạn hợp tác ngay. Còn lúc mà các bạn chưa có gì khó lắm, và thôi hẹn khi khác, giờ đang bận phải đi tìm thuốc nên là khó. Là những người mà sẽ tiếp cận được với những cái đối tượng mà có hành vi nguy cơ cao. Bên cạnh đó thì cái mạng lưới y tế cơ sở của chúng tôi cũng đã hoạt động rất là tích cực để có thể là tìm kiếm, để đưa những cái người mà có những hành vi nguy cơ cao để làm sao mà họ được xét nghiệm HIV sớm nhất. Và những cái người mà xét nghiệm ra được cái tình trạng nhiễm của mình thì chúng tôi cũng sẽ đưa họ đến để được tiếp cận với chương trình chăm sóc điều trị một cách tốt nhất để kiểm soát cái nguồn lây. Cách đây 8 năm, không thể tiếp tục chịu đựng người chồng nghiện ngập, vợ anh đã rời bỏ hai bố con anh để đi tìm cuộc sống mới. Vừa đau đớn, tổn thương, vừa day dứt, anh quyết tâm cai nghiện ma túy. Lối sống lành mạnh, cùng chỗ dựa là cậu con trai, nên dù nhiễm HIV đã 22 năm, anh vẫn khỏe mạnh và đang từng ngày góp phần đem lại sức khỏe cho những người khác.